Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tại sao Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành bố thí Ba La Mật Đa, thường hành tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành pháp không nội, thường hành pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành chân như, thường hành pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành thánh đế khổ, thường hành thánh đế tập diệt đạo, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành bốn tịnh lự, thường hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành tám giải thoát, thường hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành bốn niệm trụ, thường hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành pháp môn giải thoát không, thường hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành năm loại mắt, thường hành sáu phép thần thông, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm? Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế mà thường hành mười lực Phật, thường hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, thì được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại hộ niệm?